Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 6 vẫn đang tiếp tục hoành hành trên khu vực Biển Đông. Trong chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, tức là khoảng 60-90 km/h, giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày mai thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60-75 km/h, giật cấp 9-10. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5-10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 10 thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới lúc này thì giảm xuống chỉ còn ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh hưởng của bão nên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông thì có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Ngoài ra thì do hoạt động của gió mùa Tây Nam tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau đến Kiên Giang và tại khu vực Vịnh Thái Lan thì có mưa dông kèm theo đó là gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Xin được quay trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền. Dưới tác động hút gió của bão số 6 nên gió Tây Nam tại các tỉnh phía Nam thì tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên ảnh mây vệ tinh cho thấy thì một vạt mây ở rìa phía nam cơn bão đang bao phủ khắp một vùng rộng lớn từ khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và vắt ngang qua khu vực giữa và Nam Biển Đông và xoắn về tâm bão. Vì thế, trong đêm nay và chiều tối mai thì những cơn mưa vẫn tiếp tục trải đều trên toàn bộ khu vực phía Nam từ phía ven biển Nam Miền Trung trở vào cho đến hết khu vực Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ. Mặc dù những cơn mưa chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm, tuy nhiên thì điều đáng lưu ý đó là thời điểm có cường độ mưa mạnh mẽ nhất lại trùng đúng vào lúc xuất hiện chiều cường. Do vậy mà người dân tại các tỉnh miền Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, thì cần lưu ý với tình trạng ngập úng có thể tái diễn, đặc biệt là trên một số tuyến đường thấp trũng. Do có mưa nên nền nhiệt tại các tỉnh thành phía Nam thì duy trì ở ngưỡng mát mẻ, phổ biến là dưới 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và không vượt quá mức nhiệt là 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Trong khi đó thì ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung thì thời tiết lại có sự khác biệt hoàn toàn. Toàn bộ khu vực Bắc Bộ xuống dưới dọc ven biển miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thì đều nằm trong trường gió phân kỳ khô. Vì thế mà thời tiết chủ đạo ở các khu vực này thì vẫn là ít đến quang mây, nắng xuất hiện từ sớm và duy trì cho đến cuối ngày. Nhiệt độ duy trì ở ngưỡng tương đối cao, ở vào khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Do trời quang mây nên khiến cho quá trình phát xạ nhiệt ban đêm thì diễn ra mạnh mẽ ở khu vực đồng bằng, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 22 đến 24 độ. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc như tại Sìn Hồ, Sapa, Mộc Châu, Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng thì đêm và sáng sớm nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 18 độ, mang đến cảm giác rét nhẹ. Với mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới cả chục độ, cộng thêm với mức độ hanh khô trong không khí thì sẽ khiến cho các bệnh về đường hô hấp gia tăng hơn, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Do vậy, người dân cần chủ động đề phòng để tránh đổ bệnh do thời tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn có buổi tối thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.